Chồng mới chết cũng chưa tới mãn tang được nên chưa có chấp nhận được. Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba, là về nói với mẹ đi để cho chú làm ba con được không? Em cấm, con chỉ có một người ba thôi. À, con muốn ba. Dạ. Sao con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy con nói đi. Con yêu ba. Ôi. Đầu tiên là mình phải cảm ơn các bạn đã đến tham dự với chương trình. Rất là xúc động hình ảnh của người chồng sau lưng người vợ, và có nghĩa là mình không biết nói như nào, nhưng mà các bạn đến với chương trình có nghĩa là cái tình cảm của các bạn dành cho chương trình rất là nhiều, đúng không? Đó, các bạn có thể nói lý do vì sao không? Dạ, thực sự em rất là thích chương trình này, thích tự thoại con gái luôn, thích cái sự khuyên của anh chị, mà em cũng mong là lên chương trình này để được kể về chuyện của vợ chồng em để cho mọi người, nhất là những cặp đang yêu nhau, nhìn thấy và tin tưởng vào tình yêu hơn. Tin tưởng là trên đời này có tình yêu, đúng không? Phải vì sao? Bạn xem chương trình này nhiều chứ? Dạ em cũng được xem nhiều số rồi. Mà có cặp của bạn cũng bị khuyết tật giống như em á, làm động lực để cho em lên chương trình này. À, có phải là cái cặp vợ chồng mà có người vợ đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nay cũng có mặt ở phim trường này luôn. Ôi, chào em. À, có nghĩa là các bạn có là bạn bè không? Dạ có, bọn em chơi chung với nhau một. Để em coi, em thấy động lực để mình lên đây để mình chia sẻ để cho những người khuyết tật bước ra khỏi thế giới nội tâm á, để mình sống thật với tình cảm của mình hơn. Ơi, bây giờ chúng ta vào cái phần chào đầu đi ha. Dạ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đình Tiến, làm nghề nghiệp tự do. Năm nay Tiến nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi rồi. Em là Phan Xuân Vy, em 36 tuổi, em là giáo viên mầm non. Vy là em lớn hơn. Dạ dạ em lớn hơn em 3 tuổi hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á nha. Rồi, chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Có thể chia sẻ cho Thuận biết. Em kể cho. Em kể đi. Dạ. Em chơi với anh trai của anh này là được 13 năm rồi. Anh trai của anh này cũng bị khuyết tật luôn. Từ thời con gái em thích chơi với những bạn khuyết tật lắm. Xong rồi em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Bé là con em á hả? Dạ con em. Là con gái hay con trai? Dạ bé em. Hello. À bữa nay con có tên. Ôi trời đất ơi. Ôi bé xinh quá vậy. Em mấy tuổi rồi? Con tên gì? Con tên Lâm Phan Gia An. Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Gia An đang học lớp mấy nè? Con học lớp là ba. Bây giờ An ngồi nghe ba mẹ nói chuyện nha. Dạ. Bây giờ kể tiếp cái chuyện mà lúc ông xã mất ra. Thì em đi ra mấy hàng ăn sáng ở Bình Dương. Rồi xong cuối cùng đứa bạn á, nó mới nói là chị ở đây có một thân mình, thôi chị về Long An á, có tụi em mà ở đó cũng ngay khu công nghiệp, chị buôn bán cũng được. Chứ khi mà đi lên trên đó thì mới nói tụi bay toàn. Em xin lỗi em dùng từ này là tại vì em quen rồi với mấy bạn này, em dùng từ em kêu tụi bay què không mà đi làm về còn nấu nước nữa. Rồi tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn, chứ tụi bay đừng có nấu nướng gì á, rồi lửa củi được không? Cái là chiều nấu nướng thì nấu cho 4 thằng ăn. Làm bảo mẫu luôn, làm bảo mẫu luôn đúng không? Thì, 3 thằng nhóc kia nó cứ hay qua phụ em, còn ổng mà về là ổng cứ ôm điện thoại á, đi làm về là ổng ở bên phòng ổng, tới giờ nấu cơm xong á kêu mấy đứa kia qua kêu ổng á thì ổng mới qua ổng ăn, còn không kêu á là ổng cứ nằm bển á. Trong phòng em có 4 người, mấy đứa kia qua nó ăn xong nó chơi bển, ngồi nói chuyện với vợ em, còn em về. Con bé thì nó đạp xe nó qua nó nói chuyện, cái thấy tội nó quá, cái con nói với nó là về nói với mẹ đi để cho chú làm ba con được không. Cái về nó kể sao với mẹ nó, rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ, nói chồng mới chết cũng chưa tới mãn tang được nên chưa có chấp nhận được. Rồi sau khi về ngoài Quảng Ngãi làm đám cho ba bé xong mới vô, xong rồi bọn em mới quyết định sống chung với nhau. Nhưng mà lúc mà em nói với Gia An đó thì bé Gia An trả lời em sao? Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi. Em cấm em nói là con chỉ có một người ba thôi. Giờ mẹ tới với chú, tại em cũng hỏi bé là có thích không. Nếu mà thích thì mẹ mới tiếp tục, còn không thích thì thôi. Cái nó nói là nó thích chú Tiến, cái tự động kêu bằng ba. Vậy khóc. Hả? Thôi hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Con muốn ba. Con muốn ba hả? Con thương ba không? Dạ không. Thương hả? Rồi con có về nhà ông bà nội chơi không? Dạ có. Ông bà nội thương con không? Dạ không. Vậy con có thương ông bà nội không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi, thương quá đi. Đáng yêu gì đâu. Nhưng mà là với ông bà nội là ba mẹ của em á, là bé nó có gần gũi không? Dạ, lần đầu tiên em dẫn vợ em về với bé về á, là tối đêm đó bé tự động kêu bà nội tối nay cho con ngủ chung với bà nội nha. Xách gối qua ngủ với bà nội luôn. Rồi sáng ra rồi em có hỏi ba mẹ em cái cảm giác của ba mẹ em với bé Gia An không? Ba anh Tiến thì mất rồi. Ba mẹ. À vậy đó hả? Còn mẹ thì mẹ nói sao? Thì mẹ thương lắm. Thôi vậy cũng mừng quá à. Thiệt tình luôn á. Chúc mừng đó. Mối tình đẹp á. Nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới là tiến tới hôn nhân? Dạ tụi em mới tổ chức hôm tháng 7 vừa rồi. À vậy đó hả? Vậy từ cái thời điểm đó thì tới bây giờ thì có khó khăn gì không? Dạ, có những thời điểm vợ chồng em khổ lắm. Tại vì hồi trước ba bé mất á, thì có để lại một ít cái bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm có một số tiền, thì em có nói với ông xã em là mình không có sống vô số tiền nó được, để mua một cái gì đó cho con, để sau này mà con nó lớn lên nó vẫn còn có cái để lại của ba nó. Thì vợ chồng mới xác định là đi mua miếng đất. Thì khi mà mua xong rồi đến hồi con em bệnh đó, bác cũng được. Thì con em đợt đó bác sĩ chỉ định mổ, là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó. Em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Là ổng âm thầm ổng nói gì với em, ổng gọi điện về cho mẹ với nhà là với nhà mẹ có phân cho ba đứa con trai 3 lô đất. Thì ổng gọi điện về cho mẹ em nói là giờ con bé bị bệnh vậy đó, ổng xin là cho ổng bán miếng đất. Mà ổng gọi điện cho cái anh kế bên nhà là bán cho anh đó, mắc rẻ gì cũng bán hết đó, để lấy tiền lên mổ cho con em. Xong rồi anh đó đồng ý mua rồi, anh mới nói với em là chuẩn bị đi về quê lấy tiền lên để mà làm cho con bé. Thì em nói là không, chuyện đó để từ từ, tại vì bây giờ chưa phải là thời điểm để mổ đâu, em cũng tư vấn bạn bè rồi cho nên. Cái ổng nói là không, ổng quyết định rồi, giờ bác sĩ chỉ định thì cứ làm đi. Thì em nói là không, đất cứ để đó đi, chưa cần thiết. Mà bị cái gì? Nó bị nhẹn chị, mà ảnh cứ làm quá. Là bác sĩ thì nói là do nó bị amidan mà. Nhưng mà em tư vấn bạn bè em thì bạn bè nói là chưa cần thiết, để cho bé lớn lớn một tí rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình giữ ấm cho con thôi. Sau cái sự việc đó thì em biết là mình chọn đúng người cha cho con rồi. Tụi em yêu nhau như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn vậy, rồi cưới nhau, rồi có thấy tật xấu của nhau không? Hay là cái gì cũng tốt hết? Đó, cười kìa, mong muốn thay đổi luôn. Mong muốn đi, mong muốn vợ thay đổi gì nè. Bớt ghen lại, bớt giận hờn vu vơ lại đi. Còn vu vơ, giận hờn vu vơ. Ông nóng tính lắm. Và cách dạy con của hai vợ chồng á, nó hơi khác nhau. Em quan điểm của em là vì ba bé mất một lần rồi, bây giờ dù em với anh Tiến có bù đắp cỡ gì đi chăng nữa thì bé Gia An của em nó cũng là một đứa trẻ thiệt thòi so với cùng lứa tuổi rồi. Thì em mới nói là chắc gì mình sống đời, lỡ mình có chuyện gì giống ba nó thì sao, nên bây giờ cứ để cho nó tự lập. Nhưng mà anh thì anh lại bao bọc theo con, kiểu là ôm vào lòng. Anh cứ sợ là con làm việc đó không được, con làm việc đó không xong, con như thế này, con ốm, con. Em nói là đừng quan trọng chuyện mọc ốm, chỉ quan trọng chuyện là không có mình, con vẫn tồn tại được. Ê Gia An ơi, Bây giờ An ơi, sao con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy con nói đi. Con nói đi, con lên đây nè. Vậy sao em khóc vậy? Em nói bác nghe coi. Sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không? Bác Vân thấy như vậy nè. Gia An 5 tuổi rồi. Một năm sau là Gia An vô lớp 1 rồi đó. Lớp 1 rồi. Ừ. Mà như vậy khi mà con vô lớp 1 rồi đó ha, là con đi học, là lúc đó là con phải tự đánh răng, tự rửa mặt, lúc ăn cơm là phải tự đút nè, đúng không? Ừ, tức là tất cả các bạn đều như vậy hết. Mà nếu mình mà không tập trước ở nhà là mình sẽ bị thua các bạn. Ăn thua. Hiểu không? Cho nên là bác Vân thấy như vậy nè. Ba và mẹ chỉ là người sáng dậy là gọi Gia An dậy sớm và đứng để nhìn coi con làm việc như thế nào, con tự mặc áo sao, con tự đánh răng rửa mặt sao, con tự tắm sao thôi, đúng không? Chứ còn hả, bây giờ mình lớn rồi mà mình cứ để ba mẹ tắm cho mình hoặc là lo cho mình, đút cơm cho mình vậy á, thì mai mốt mình đi học mình bị thua các bạn, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, rồi bác Vân hỏi nữa nè, con có muốn mẹ có em bé không? Dạ muốn. Vậy là từ bây giờ đổ đi là Giang phải tự làm. Để anh chi biết không? Mai mốt mẹ mà có em bé, Giang phụ mẹ, chăm em bé giùm cho mẹ, đúng không? Đúng là con bảo vệ cho em, đúng không? Trời ơi thương. Dạ An có muốn nói gì với ba không? Muốn nói gì? Nói đi, nói ra ôm ba nói. Ra ôm ba. Con yêu ba. Ôi. Sợ mẹ buồn không kìa, mẹ ganh kìa Gia An ơi, mẹ ganh kìa, mẹ ganh kìa, trời đất ơi. Thương quá trời luôn à, ôm lắm á. Chị thấy như vậy nè, cái suy nghĩ của vợ em là đúng. Tại vì chị có con gái chị biết. Bây giờ bé nó 10 tuổi nhưng mà từ lúc mà cháu vô lớp 1 á, là nó đã tự nó set up luôn quần áo của nó không cho mình đụng vô luôn á. Nó đi học hoặc đi chơi nó mặc đồ gì là nó mặc theo cái ý của nó. Thì chị nghĩ như vậy nè, em nên theo cái cách của vợ em là hay nhất. Dạ em sẽ cố gắng thay đổi. Cố gắng đi, cố gắng đi nha. Em cũng muốn ổng thay đổi nữa chị. Em thay đổi gì? Em muốn ảnh có một cái định hướng nghề nghiệp đó. Có nghĩa là công việc bây giờ của ảnh thì không ổn định. Ảnh là vẽ rất là đẹp, hoặc là công việc về nhà thuốc á, thì nó cũng phù hợp với ảnh nữa. Ảnh không chịu học. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè, hiện giờ cái nguồn thu nhập của em á, là nó là do những công việc tự do của em. Dạ, chủ yếu là em mua đất, mua đi bán lại. Tức là mua đi bán lại, đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, cái thời điểm này á, chồng em đang làm được cái điều mà anh ấy đang làm, để anh ấy đem về thu nhập cho em, thì em tạm thời cứ để ảnh làm như vậy đi. Không, để chị nói cho nghe. Anh làm như vậy và anh cảm thấy tự tin với cái việc mà anh đang làm. Thực ra những cái gì mà chồng em làm được á, là thực ra có những người bình thường lành lặn cũng không làm được đâu. Thành ra chị nghĩ rằng á, là em cứ tin vào chồng em đi, chị chắc chắn anh sẽ làm được. Bởi vì tụi em từ hai bàn tay trắng bán hết tất cả mọi thứ, mà bây giờ tụi em có hết tất cả mọi thứ rồi, thì em phải tin là chồng em sẽ làm được. Mà bản thân chị cũng vậy, chị chắc chắn là em tự tin em làm bất cứ việc gì thì em sẽ thành công trong việc đó. Dạ. Cảm ơn lời khuyên này. Xin cảm ơn ạ. Cũng không có ấn tượng về dòng của vợ em. Để cưới thì phải làm cách này. Mà nói thì nó chỉ là một cái, nói thẳng là tai nạn. Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc, cưới mới chịu. Hôm nay hai chị em mình được cái là nhìn dường như là phối màu rất là hợp. Không biết là quý vị khán giả trong trường quay có thấy Thuận và chị Hồng Vân hôm nay rất đẹp không nào? Đẹp thì cho ông Ràng pháo tay đi. Hy vọng là Ràng pháo tay này cũng sẽ giành lấy và phải rần rần như vậy để cùng đón chào với cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi, xin chào cặp Kim Đồng Ngọc Nữ. Xin chào. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút. Em tên là Lê Phúc Cường, hiện nay là hướng dẫn viên du lịch. Chào. Còn em? Dạ, em tên là Võ Kim Khánh, hiện nay em là sinh viên năm tư. Năm tư trường gì em? Dạ, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vẫn là còn sinh viên à? Dạ. Trời đất ơi. Hướng dẫn viên du lịch rất là đào hoa. Chắc có lẽ là vô tình đi ngang qua trường Khoa học Xã hội Nhân văn và gặp một cô bé xinh đẹp và thế là ấn tượng cô này và cô này, đúng không? Dạ không phải anh. Vậy thì cái cuộc gặp gỡ định mệnh này như thế nào? Dạ thì trong lớp đại học á, thì em có một người bạn. Một hôm thì bạn em mới đem iPad vô lớp, các em mới coi iPad thì trong trọng cái hình của anh Cường rất là bụi, để tóc dài và chụp hình với lại xe mô tô nữa. Các em thấy chà, người này nhìn cao to bự con. Tại em là người bự con rồi, em 60 mấy 70 kg lận. Các em đi ngoài đường em hay so sánh, trời người này không hợp với mình, tại người này chân nhỏ quá, người này không hợp với mình tại ốm quá. Còn bây giờ em thấy người này trời ơi sao mà vạm vỡ quá, cái em thấy là vẻ bề ngoài là hợp với em rồi, em cũng để ý. Ủa trên đây bác thôi mà em đã coi được như vậy hả? Dạ coi được hình thôi. Em rồi dễ khi mà gặp lắm. Ngoài đời thì em có thấy là hơn trong hình hay là thua trong hình? Dạ còn hơn trong hình nữa. Vậy thì em ấn tượng cái điểm gì không? Em nhìn người đàn ông em hay nhìn vòng ba. Như vậy là ấn tượng ổng là cái vòng ba của ổng. Còn em là gặp vợ em là xuất phát từ vòng mấy? Cũng không có ấn tượng về vòng của vợ em. Em ấn tượng nhất là lúc em đang ngồi ăn cái bữa tiệc ở gia đình. Thì lúc đó em trai của em dẫn một nhóm bạn, thì có một người duy nhất thôi là cầm một cái món quà, đó là một cái trái bưởi. Anh Tân Gia đem trái bưởi tới tặng. Sao không tặng những trái khác mà tặng trái bưởi? Dạ em thấy trái bưởi cũng lịch sự. Không, nó có hình tượng trong đó. Mà nó bự hơn mấy trái khác. Tặng trái bưởi là có gì? Không, em không nghĩ gì đâu. Tại em nghĩ trái bưởi nó cũng lịch sự hơn. Hay là thí dụ trái chôm chôm hay trái nhãn thì trái bưởi nó cũng lịch sự rồi, cầm nó vừa tay hơn. Rồi thì lúc đó là em là lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì ngoài đời em thấy nó như thế nào? Tức là cái cảm xúc của em khi mà gặp chồng em lần đầu tiên á. Em vừa gặp em ngồi thụp xuống, em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trong hình là nó đã vậy rồi, còn ở ngoài nó còn siêu nữa, nó siêu thật hơn nữa hả? Rồi sao em, chắc em là chủ động tấn công ảnh trước đúng không? Dạ em chịu không nổi. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Tầm khoảng 1 tháng. Như vậy thì khi mà yêu nhau rồi mà quyết định đi đến hôn nhân là bên nào đòi cưới trước? Em đòi cưới trước luôn mà có được trơn tru không? Mà nghĩ sao lại đòi cưới trước vậy? Xong để ra trường đi cho ổn định xong rồi cưới. Chị là người lớn cũng có suy nghĩ giống ba mẹ em vậy. Nhưng mà giống như là lần đầu tiên yêu, em cảm thấy người này là một cái người mà phù hợp với em nhất luôn á. Đã yêu nhiều chưa mà nói nhất với nhì? Dạ chưa bao giờ yêu. Chưa bao giờ yêu bởi vì phù hợp duy nhất. Duy nhất. Cảm động chưa? Duy nhất chứ không phải là nhất đâu nghe. Cho anh hỏi là vợ em có bao giờ mà thổ lộ cái điều này với em như là hôm nay không? Dạ có anh. Dạ, quá trình để đến với đám cưới của tụi em cũng gian nan lắm. Tụi em cũng thưa với ba mẹ hai bên nhưng mà ba mẹ em không chịu, tại vì em còn nhỏ quá, lúc đó mới học năm 2 đại học thôi. Thì nhà em nói là bây giờ không cưới liền mà phải làm một cái gọi là đám nói. Trong miền Nam mình còn gọi là đám bỏ trầu cao. Nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em, là nhà gái sẽ không gả em cho ai, rồi hai bên phải giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới. Nhưng mà cái đám dạm nó cũng chưa thỏa lòng em nữa. Cô đứa mới chịu. Rồi sau khi em nói vấn đề đó thì gia đình bên em, về phía gia đình em thế nào? Chắc chắn là không cho nữa rồi. Rồi sao mà vượt qua được? Kéo được thêm cái đám hỏi. Thế là đám dạm xong, đám hỏi. Dạ. Rồi chừng nào mới đám cưới? Vẫn quyết định là phải học xong mới đám cưới. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa học xong mà tại sao có đám cưới? Dạ tụi em mới ngồi với nhau nói bây giờ là để cưới thì phải làm cách nào. Đúng rồi, em nghĩ cách nào? Dạ anh chị nghĩ cách nào? Nhiều cách lắm cơ. Chắc mỗi người một vẻ thế em nghĩ mỗi người một kiểu Cách của tụi em là cách nào? Bật mí đi xong rồi chị nói cách của chị. Chắc phải nhờ bác sĩ để bác sĩ Cường nói chuyện. Em thì không có nghĩ tới cái cách cuối mà hậu quả bây giờ là con em được 4 tháng mặc dù mới cưới được có khoảng được gần 1 năm thôi. Tức là ăn cơm trước kẽn đúng không? Nhưng mà bây giờ ăn cũng vui, nhà ngoại nhà nội gì hết. Nghĩa là phải cảm ơn em bé 4 tháng. Ngay lúc đó em có bị gặp phản ứng của bố mẹ em? Dạ chắc chắn là có rồi. Không hẳn là bố mẹ mà là cả họ rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ. Em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy á. Rồi lúc đó vượt qua làm sao? Tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền. Em nói với anh Cường, anh Cường khỏe quá. Em cảm thấy giống như là tụi em có một danh phận đến với nhau. Tụi em ở riêng hay là ở chung? Hiện tại hai vợ chồng em ở chung với ba mẹ em. Thực ra cái chiêu thức của tụi em á, trong cái hoàn cảnh của tụi em thì nó đạt được một cái kết quả là tụi em đã đến được với nhau đúng không? Nhưng mà có khi nào em nghĩ rằng như sau này mình có con mà nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình á, thì lúc đó cảm giác của tụi em sao ta? Em nghĩ sẽ cũng rất là buồn. Thật sự em cũng làm cho gia đình hai bên rất là buồn. Nhưng mà cái này thật sự mà nói thì nó chỉ là một cái, nói thẳng là tai nạn. Tai nạn chứ không phải tính trong chiêu thức phải không? Nhưng mà nó một trong những cái chiêu thức, trời, nhưng mà là chiêu thức cuối, nhưng mà vô tình lại bờ rơi cái chiêu thức đó. Tại vì em biết sao không? Rất may cho em là em có một người chồng có công việc ổn định. Nhưng tí dụ mình đặt trường hợp lúc đó chồng không có việc làm, vợ cũng còn đang đi học, mà nhà lại không đủ điều kiện để lo cho tụi em, thì cái đứa con của em nó cực cỡ nào, đúng không? Đúng. Cho nên chị nghĩ đó không phải là một cách tốt nhất để mình đạt được cái hạnh phúc của mình. Nếu là chị sẽ làm kiểu khác, em hiểu không? Có nghĩa là bởi vì khi mà tụi em lớn rồi, tụi em qua 18 tuổi, tụi em có quyền quyết định cái cuộc đời của tụi em. Và lúc đó mình sẽ ngồi như hai người gọi là người lớn để mà thư chuyện một cách rất là đàng hoàng với ba mẹ cả đôi bên. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con tới giờ phút này, con vô cùng cảm ơn ba mẹ. Nhưng bây giờ cuộc đời của con hãy để con quyết định. Con hứa với ba mẹ, cho dù cưới rồi thì con cũng sẽ học tập làm sao. Có nghĩa là nói làm sao để ông bà, các cụ thấy là mình không thể nào chia cắt tụi nó được, đúng không? Thì lúc đó tụi em khỏe biết là bao nhiêu. Chị nghĩ là nên là cái cách thứ nhì. Chứ để sau này khi đứa con nó lớn lên rồi, mốt nó làm cái y chang như mình, nó chắc may mà bố mẹ không có vấn đề gì với gặp các cụ mà tim nè, hay là tăng sông hay này kia là mệt mỏi. Đúng không? Rồi, thôi bây giờ quay về với chuyện hiện tại là hai vợ chồng lấy nhau được 1 năm. Vậy thì khi mà về ở với nhau rồi thì có phát hiện ở bạn đời của mình là có cái gì thay đổi không? Nhiều lắm anh Thuận. Tính của vợ em rất là hay khóc, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Càng ngày đó thì cái tật này nó càng lớn. Hở chút xíu là khóc, giận hơn cũng khóc, cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Đi kiểm tra tiếng lệ đi mình. Chị hỏi nãy giờ ở trên cái không khí như thế này là cái trạng thái em như thế nào? Lân lân là vừa thôi đúng không? Dạ, chắc xong thì mới khóc. Rồi em có phát hiện những cái gì bất ngờ ở chồng em không sau khi cưới? Chắc không quá. Chị nghĩ là có, là bởi vì hai bạn này cách xa nhau nhiều năm quá. Bạn này hơn bạn này tới gần chục tuổi, 9 tuổi đúng không? 9 tuổi. Bạn này đi làm lâu rồi, bạn này vẫn còn trong môi trường học sinh. Cái gì mà kể ra cái bật khóc luôn. Lúc mình yêu nhau á thì mình chỉ gặp nhau những lúc đi chơi thôi, mà bây giờ mình sống với nhau á, rồi em cảm thấy giống như là chồng em nhiều lúc coi thường em là con nít luôn á, không có chịu tâm sự với em. Tại vì nói là em không hiểu chuyện. Em tuổi thân như là giống như là vui chơi thì bạn lại đây chơi với mình nè, nhưng mà lúc buồn á thì lại không tâm sự với em. Trong khi mà tụi em nói chuyện với nhau là hai vợ chồng mình lúc già cũng có nhau, tại vì ba mẹ ngày mốt cũng đi về trời, con cái lớn lên thì lấy vợ lấy chồng hết, còn hai tụi mình ở với nhau thôi. Thì em nghĩ là em là người thân nhất của chồng em, mà tại sao chồng em lại không tâm sự với em những chuyện hàng ngày, chuyện công ty, chuyện cuộc sống? Đó là một. Rồi còn điều gì nữa? Điều thứ hai là chồng em hay uống bia, một ngày uống 5-7 lon. Thí dụ đi làm 5 giờ rưỡi về tới nhà, ngồi ăn cơm tắm rửa rồi uống bia cho tới 9-10 giờ, lên giường chỉ ngủ thôi à. Không có để ý gì tới em hết á. Cũng làm như trơn trọi mà 22 tuổi rồi đó mà vô ngáy không nghía gì. Không phải, không có nói chuyện, không tâm sự gì hết. Lúc đó thì em cũng giận quá, em quay lưng lại luôn. Rồi cả đêm em nằm một kiểu vậy, cứng lưng luôn, mà em cũng không có quay lại ổng nữa. Rồi sao? Em cứ im lặng một thời gian, em cũng chịu không nổi luôn. Em mới ao ra một tràng vậy đó. Rồi anh Cường mới trả lời là tính của anh rất là đàn ông, anh không có muốn kể lể chuyện ở công ty cho vợ biết để vợ buồn, để một mình anh giải quyết được rồi. Mà anh Cường thì em muốn thay đổi là ảnh phải tâm sự với em, tại vì ảnh cưới em về, em đâu có phải là một người là ở nhà đợi ảnh đi làm về xong rồi chăm con cho ảnh đâu. Không, em muốn hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhiều chuyện trong cuộc sống. Rồi bây giờ là Khánh vẫn đi học. Rồi lúc ấy con ở nhà thì ai chăm? Bà nội chăm. Sống với ba mẹ chồng mọi chuyện thuận thảo hết hả em? Em lúc trước là em ở với gia đình em thì em luôn luôn là bên ba bên mẹ, còn bây giờ em qua nhà chồng ở rồi em vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ của con trai em nữa. Cái em cảm thấy là em bị nhỏ bé lại, sao em có một mình em à. Em cảm thấy tủi thân. Xong rồi ba mẹ chồng thì hay dạy, hay lớn tiếng cái em khóc. Tuổi thân. Dạ tuổi thân, em cũng tuổi con khỉ. Rồi mỗi lần như vậy thì em giải tỏa cái việc đó bằng hình thức nào? Em có một người bạn rất là thân, đó chính là mẹ em. Dạ em hay điện thoại để tâm sự với mẹ em. Cái chuyện mà em hay kêu ca nhất là chuyện chồng em nhậu. Ngày nào em cũng nói vậy hết. Cái bây giờ mẹ em hiểu lầm chồng em là người nhậu nhẹt bê tha. Cái mẹ em nói thôi ráng sống vì con đi con ơi. Và em còn nhỏ tuổi lắm, em nói là trời ơi tôi không muốn vậy đâu, tôi không muốn giống tư tưởng của các mẹ các cô đâu, tôi muốn sống vì tình yêu nhiều hơn à. Không có phải là tuyệt vọng tới nỗi là ráng sống vì con cho qua ngày. Cô nói với chồng nghe chưa? Dạ nói rồi, chồng giận. Chồng có muốn vợ cứ thường xuyên mát mẹ của vợ. Em thì cũng có khuyên với vợ em là em nên lựa những cái gì đó đáng để mà em tâm sự, chứ mà nói những cái có vẻ như nó rườm rà như vậy thì theo một cái chiều hướng nó tiêu cực, chứ không có được tốt. Trong cái cuộc sống của tụi em á, chị thấy có nổi lên một vấn đề như thế này. Cái khoảng cách mà hai bạn chênh nhau tuổi nó tạo ra hai cái tính cách. Về phía em á, là em không muốn vợ em lo lắng, đó là tư tưởng của người lớn. Nhưng em phải nghĩ được một điều rằng vợ em đã không ở gần bố mẹ vợ em nữa. Có nghĩa là em phải cho cô ấy cứng cáp và hiểu biết lên từng ngày một. Bằng cách nào vợ chồng em phải chia sẻ hết để cô ấy lớn lên từng ngày. Đó cũng là cái mong muốn của cổ mà. Còn về phía em, cái việc mà em mát mẹ là hoàn toàn sai. Chị khuyên em chỉ nên chia sẻ với mẹ em những cái điều vui vẻ thôi. Còn những cái điều mà em bức xúc về chồng, thậm chí là bố mẹ chồng, đừng bao giờ nên để bố mẹ mình nghe. Tại vì sao? Họ chỉ nghe ở những lúc em bực bội, em tâm sự. Thì đương nhiên khi em bực bội thì mọi thứ nó quá lên một chút. Thì như vậy tự dưng thành ra là bố mẹ có một cái khoảng cách với chồng mình. Mình lỗ chứ ai. Bỏ cái đó đi, hiểu không? Muốn san sẻ với chồng là phải bỏ cái đó. Thì chồng mới tin tưởng là chồng tâm sự với vợ được chứ. Dạ, đó, em hiểu chị không? Dạ. Thì như vậy cuộc sống của em mới hoàn hảo được. Thôi, nói chung là chúc hai vợ chồng em sau cuộc nói chuyện này về lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ và đặc biệt là mạnh mẽ. Chúc hai em. Cao, trắng, thấy thư sinh. Thích hôn nè, không thích hôn gì đó. Thích hôn đúng không? Qua đây cho hôn nè. Nó nhớ bài like sao? Vì nếu có kiếm được chú cháu thì mình kiếm. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào chú rể, chào cô dâu. Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không? Nụ cười hai người giống nhau quá. Bây giờ tự giới thiệu gì mình đi. Mời cô dâu. Em tên là Tường Huy. Hiện tại là nhân viên bán hàng. Còn em? Tụi em là Long Đỉnh, cùng công tác tại cơ quan Trung Bê xã. Cùng cơ quan? Dạ. Chứ có cùng cái có bán hàng không hay là dạ, không. Ở cái cấp trên cao hơn? Cấp cao hơn chút. Dạ. Chắc là sếp này nhân viên đúng không? Dạ. Bởi vì mỗi lần mà có gì là kêu nhân viên vô khiển trách đúng không? Dạ. Biết rồi, cua luôn đúng không? Dạ, tụi em quen từ hồi đi học. Nhưng mà quen nhau ở đâu? Bây giờ em mới kể. Rồi kể đi. Dạ, cũng rất là tình cờ. Trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em ở. Thì ảnh cũng ở cùng dãy trọ luôn. Thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi. Thì bạn em mới dắt em qua xem tivi. Thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của em là thấy ảnh cao, trắng, thấy thư sinh. Mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á, thì có cái chiếc xe Noble nữa. Cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết rồi nha. Kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là cái xe đó là của ảnh chứ không phải là của ảnh. Đó là cái lần đầu tiên là em gặp ảnh. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ảnh có chuyển đi nơi khác. Từ đó bao lâu mới gặp lại? Cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường. Hai đứa cũng sáp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên cô Tư không có nghĩ gì hết. Rất là thân nhau. Nghe nè, đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói sao? Dạ, hồi đó em thì có công tác đoàn. Thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì đem những để kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi, quen sao rồi, thích hôn hay không thích hôn gì đó, kể hết cho bạn. Bên này cũng có bồ, bên này cũng có bồ. Dạ. Trời ơi, rồi kể về nhau. Dạ. Kể xong rồi về bỏ bồ hai đứa yêu nhau. Dạ. Lúc đó là cũng gần hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi. Rồi xong đến cái Giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc party cho nhân viên. Thì bữa đó thì em cũng có uống vài ly. Thì em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về. Thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên em thấy mỗi mình ảnh là trắng trẻo dễ thương nhất thôi. Thì em nói là ảnh dắt em về. Về phòng trọ của em á, thì có bạn em ngồi trước phòng á. Thì là lúc đó là em lại chỗ bạn em ngồi rồi ảnh đi về. Xong rồi em buồn miệng á, em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không? Cái bạn em mới nói là tao không tin đó, mày nhắn đi. Cái là em nhắn qua cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm không? Qua đây cho hôn nè. Em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không? Làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa thành bạn thân vậy đó. Thì nói uống này chắc nó nhớ bài like sao? Nhớ Bề Lai là sao? À, nên nhớ tình cũ á. Dạ. Dạ, uống xịn xịn cho nhớ tình cũ á. Thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban qua coi thử chuyện gì, thì nếu có kiếm được chút chó thì mình kiếm. Cái vụ kiếm chút cháo đó, nhiều lắm em, nó nhan nhản. Dạ. Kiếm được luôn cơm với vợ cháu. Sao? Cuối cùng sao? Vợ cháu có cơm không? Ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài không có thấy đồng tĩnh gì hết. Em cũng mong kiếm chút cháo rồi về chứ khuya rồi, lúc đó hồn 2 giờ sáng là khuya rồi, buồn ngủ rồi. Xong em mới nói, ủa sao nãy nhắn tin được khí thế đó sao giờ không thấy gì hết. Cái cô này chụp em hôn luôn. Trời ơi. Đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được, cũng đã. À, dạ. Nội sáu đã. Dạ. Nghe nè cưng, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? 1 năm chị. Sau khi lấy về rồi có phát hiện là ở vợ em có điều gì nó thay đổi không? Dạ. Nó luôn là có cái tật xấu gì không? Tính vợ em thì rất là sạch sẽ, nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn, mà làm mệt thì cáu gắt. Mình thì cũng đi làm gì cũng mệt, nên ra là cáu gắt thì cãi lộn. Nhưng mà cái đó tỷ lệ thuận mà em, đâu có nghịch miếng nào đâu. Giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp. Dạ. Mà dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi. Dạ. Mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi. Dạ. Nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xúm vô mà làm phụ nó đi. Dạ em không phụ chứ. Phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á. Dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm. Sao kỳ đây? Sao kỳ đây? Ủa ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa? Hay thích giục những cái đồ mà để lâu. Mà tính em thì dân ở Phú Yên thì tiết kiệm, cái gì dùng được thì ráng dùng. Còn hư thì mình sửa mình dùng tiếp. Dạ. Mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ 7-8 tháng là dục. Bởi vậy em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha. Em mà cũ quá luôn là dục em luôn. Dạ. Đó có đầu em đúng không? Em còn nói hoài à. Em nói mai mốt chắc xài anh chắc lâu xài lâu thấy già già. Khách hàng báo hành dục liền. Dục anh quá. Cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn mới cho ảnh thôi. Thí dụ như là cái cặp sách của ảnh nó bị rách ở ruột cái vai còng á, thì đã có nhiếp một lần rồi. Thì ảnh nói là dùng được thì cứ để đi, nhưng mà em cứ chờ ảnh đi công tác me cái này em quăng. Dù em về là đâu có nói được gì, là em tức. Em tức em không nói được, em cần ức chế nữa. Rồi làm gì? Giận bỏ nhà đi. Đi đâu? Bỏ nhà đi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Thì hồi trước thì em có bỏ lên công ty, còn giờ em tìm đi công tác. Chiều ra chiều kỳ bay. Có khi nào mặt nóng lên rồi bụp bở không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp, nhưng mà không bao giờ bụp. Tại vì mình xác định là mình nghĩ gì thôi chứ mà không dám. Nhưng mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên. Dạ đúng rồi. Tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó. Hét cho hàng xóm người ta nghe luôn. Rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua người ta nói chuyện, người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy. Mình lúc đó mình cũng rất là ngại. Là to dạ, cái đó em là cũng ưu điểm anh chứ không phải khuyết điểm đâu. Cái đó ưu điểm rồi. Dạ. Tính vợ em là nó hay cãi bừa. Lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng không tranh luận được. Cãi một hồi là bả cứ tôi vậy á. Rồi cái thật xấu lắm nè. Đồ bừa bãi cứ về nhà là quăng vậy rồi vợ dọn. Có gia trưởng không? Cũng gia trưởng. Em ví dụ như cái gối đi, cái gối nó bị dơ là em giục cái gối đó, ảnh lại không thích. Ảnh nói là cái gối nó còn xài được, mua cái vỏ mới về dùng. Ổng quyết định là phải làm theo ý ổng, em không tự quyết định được. Dạ ổng gia trưởng. Cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn giục như vậy. Cuối cùng là ổng đi là em vẫn giục. Vẫn giục xong ổng về ổng làm lại hại đi. 50-50 rồi à? Coi gia trưởng 50-50 thôi. Ê mà hỏi mỗi lần gây lộn gì xong rồi làm sao mà quề được? Mỗi lần mà ảnh giận á em toàn là người xuống nước thôi trước à. Khêu khêu á. Dạ khêu khêu là nói chung em là em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền. Bỏ qua hết rồi quay qua khều lại. Nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em. Tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khều nhiều thì mình giao ban nhiều. Không nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà làm về đêm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nè em á, em muốn ở đỉnh á là một điều thôi. Tính của ảnh là bớt nóng, đừng có hét to. Mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi. Chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nghe ta nói người ta mình xấu hổ lắm. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Công việc em thì cũng nhiều áp lực, mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ. Mọi công việc thì em tự giải quyết. Cái tính vợ em thì suy nghĩ nó cạn, vợ chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình. Thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ. Và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó. Dạ đúng. Thực ra mà nói á, em nói vợ em nông cạn, em đòi vợ em sâu sắc. Ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc, mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em. Cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó, mà vợ em chỉ là người ngồi nghe những gì chồng trút ra là đủ rồi. nghe, nhưng mà lâu lâu ban cho một câu em té ngửa luôn. Thì kệ kệ đi, coi như mình có cái chỗ để mình sẻ chia, để mình bớt cái áp lực đi. Dạ. Thì em đã có người mẹ là người có thể định hướng cho em, giải quyết cho em được. Dạ. Là em quá may mắn rồi. Dạ. Nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu. Dạ. Xin chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu đời và luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chị.